Không không, ông hãy cho tôi thời gian đến 6 giờ tối nay nhé. Tôi sẽ đưa Sunu đến kịp bằng bất cứ giá nào. Ông đừng có lo lắng, tôi chắc chắn sẽ đến mà. Thưa ông, ý ông là nhà trường chỉ có một suất nội trú nhưng mà danh sách đăng ký thì nhiều hả? Và nếu tôi không đến kịp đó thì suất nội trú sẽ phải nhường cho người khác sao? Thưa ông yên tâm nhé. Tôi chắc chắn sẽ đến. Vâng, cảm ơn ông. Chuyện gì vậy em? Cần chuẩn bị gì thêm à? À, không. Đủ rồi anh. Thật ra em đã soạn trước mọi thứ cho Sunu rồi đó anh. Bây giờ mình phải xuất phát thôi anh à. Muộn nhất trong 3 đến 45 phút nữa chúng ta phải xuất phát. Anh cũng muốn mình đến muộn vì bất cứ lý do gì. Dạ được rồi anh. Bắp luôn. Ba con giận, đã bỏ đi rồi đó. Ba con không thể chứng kiến cảnh Sunu bị đưa đến trường nội trú đâu. Ông ấy đã đi từ sớm rồi. Con có muốn quyết định lại hay không Bắp luôn? Hay là con suy nghĩ lại đi con trai à? Mẹ ơi, mẹ đừng nói đi nói lại chuyện này nữa. Không chỉ mọi người đau lòng đâu, mà chính con cũng cảm thấy khổ sở đây nè. Nhưng mà mẹ ơi, cố gắng chấp nhận vì tương lai của Sunu nhé. Pinky, dẫn Sunu đi, chúng ta sắp muộn rồi. Mọi người có ai thấy Sunu không? Con tìm quá trời nhưng mà không thấy Sunu đâu hết. Cái gì? Ý con là sao? Thằng bé đâu? Không lý nào một đứa trẻ nhỏ như vậy có thể ra ngoài một mình. Chắc là thằng bé trốn đâu đó trong nhà. Em đã tìm kỹ rồi nhưng mà vẫn không thấy con đâu hết anh à. Mã Đáp ơi, sao cậu còn đứng đó? Mà đi tìm Sunu đi, chắc thằng bé đang trốn ở trong phòng thôi. Dạ. Hay thật, mọi người đều ở trong nhà này nhưng mà Sunu lại biến mất. Tại sao? Chuyện gì thế này? Mẹ, có phải là chính bà đã dẫn Sunu đi? Đủ rồi đó Bắp luôn. Con luôn nghĩ những điều vô lý về ba của con như vậy đó hả? Tại sao ông ấy lại làm những chuyện như thế này? Ông ấy đã băn khoăn và buồn bã bao nhiêu vì không thể chịu nổi khi nhìn thấy cháu nội của mình phải đi học nội trú. Còn bây giờ thì con đang buộc tội ông ấy đấy. Con á thì cứ ép thằng bé mãi. Thằng bé nó phải sợ hãi đến giường nào mới trốn chạy như vậy đó. Bây giờ thì đi tìm nó về ngay đi. Mẹ đừng đổ lỗi cho người khác nữa. Con buộc phải gửi Sunu đến ký túc xá đó mẹ có biết không? Chính vì mọi người trong nhà này đấy. Và đặc biệt là ba. Yêu thương chiều chuộng thằng bé quá mức đến mức nó hư hỏng như thế này. Và dẫn đến cớ sự ngày hôm nay. Anh Bắp Lu à, tôi đã tìm khắp nơi nhưng mà không thấy Sunu ở đâu cả. Không thấy sao? Pinky, đi tìm Sunu thôi em. Dạ anh Bắp luôn. Sao con còn đứng đây nữa? Hai tụi con đi tìm Sunu đi. Dạ mẹ. Sunu. Sunu. Krishna, nói đi, em đã giấu Sunu ở đâu? Chị đang nói gì vậy? Tại sao em lại giấu Sunu chứ hả? Hành động thấp kém này chỉ có vợ chồng em mới làm được thôi à? Ồ, điều này cũng tương tự như việc
suy bụng ta ra bụng người đó hả? Không phải em mà chính chị đang hành động thấp hèn như vậy đó Biên Kiên. Thằng bé ngây thơ như vậy thì hại làm gì đến chị mà chị lại đuổi nó đi? Kìa anh, em tìm thấy Sunu chưa? Chưa nữa anh Bắp luôn. Em từ nãy đi tìm mãi không thấy. Vậy thằng bé có thể đi đâu chứ? Nếu hôm nay chúng ta không đến kịp thì không thể nhập học. Không thể nào đâu. Anh à, em thay mặt Sunu xin anh hãy tha lỗi. Xin anh hãy tha thứ cho thằng bé. Anh ơi, nó chỉ là một đứa bé thôi. Chắc chắn nó đang trốn vì sợ hãi. Anh hãy tin em đi, Sunu sẽ không làm bất cứ điều gì. Trong tương lai nó sẽ ngoan ngoãn thôi mà anh ơi. Mọi thứ đều có giới hạn của nó. Anh không muốn nghe thêm bất cứ điều gì đâu. Nếu em muốn thật sự làm điều gì đó, hãy giúp anh tìm Sunu đi. Sunu! Sunu! Krishna! Tìm thấy Sunu chưa? Chưa mẹ. Con vẫn chưa tìm được Sunu. Hội tượng Linh ơi! Thằng bé đã đi đâu rồi nhỉ? Mẹ sẽ đi ra ngoài tìm. Sunu! Em đã giấu Sunu ở một nơi an toàn rồi. Nhưng em lại sợ Biên Kỳ hoặc anh Bắp Lu có thể tìm thấy thằng bé. Thời gian trôi qua lâu rồi, nhưng hãy để thêm một giờ nữa thôi. Lúc đó sẽ hết hạn, trường sẽ không nhận thằng bé nữa đâu. Bởi vì sẽ phải mất 4 giờ để đến đó đó. Vậy thì chỉ cần thêm 1 giờ này nữa thôi. Hai người đang thì thầm chuyện gì vậy hả? Chị nghi ngờ rằng hai em đã nhúng tay vào việc giúp Sunu trốn đi. Chị thích nghĩ sao thì tùy. Bản thân của chúng em cũng đang lo lắng cho Sunu đây. Có thể họ đã giấu Sunu ở đâu đó ở đây. Tìm thấy chưa? Tôi biết Sunu có thể ở đâu rồi. Còn đứng ở đây nữa hả? Đưa tôi đến đó nhanh đi. Anh Bắp Lu, vấn đề là mỗi khi tôi chơi trốn tìm với Sunu á, thằng bé thường lên lầu và sau đó thì nó trốn trên gác mái. Tôi chắc chắn là cậu chủ cũng sẽ ở đó ngày hôm nay. Sunu! Cháu yêu à, dù con ở đâu, hãy ra ngoài đi con. Cả nhà đang rất lo lắng cho con đó. Sunu! Sunu ơi! Âm thanh đang phát ra từ đây. Sunu. Con trốn ở đây hả? Bà
đã tìm con khắp nhà đó. Nè, làm thế nào mà con vào được đây? Đến đây, đi ra nào. Không bà ơi, con sẽ không ra ngoài đâu. Thiếm đã giúp con trốn ở trong đây đó. Krishna đã làm vậy. Nếu con ra ngoài, bà sẽ gửi con đến trường nội trú đó bà. Bà ơi, bà cứu con với. Con không muốn đi học nội trú đâu bà ơi. Con muốn ở lại đây với cả nhà của chúng ta. Bà ơi, anh nói Sunu đang ở trong kho à? Thế thì thằng bé ở đâu rồi? Thật lãng phí thời gian của tôi đó. Mình nên làm gì đây? Trốn, trốn đi. Bên kia con yêu, con tìm thấy Sunu chưa? Chưa nữa mẹ. Con đang ngồi đợi ở bên ngoài tìm chưa? Con chưa tìm ở đó. Con nên tìm ở đó đi con. Thỉnh thoảng khi đang chơi thằng bé trốn ở đó đó. Đi xem thử, đến đó nhanh đi con. Được rồi xem đi. Chờ đã. Hai con đang đi đâu vậy? Mẹ ơi, chúng con đang vào bếp tìm Sunu, không cần vào bếp đâu. Mẹ mới từ đó ra. Mẹ thấy và biết hết rồi. Mẹ đã đặt giỏ rau củ lên nắp thùng rồi. Sunu! Sunu! Sunu, bà biết con có thể nghe thấy bà đó. Dù con đang ở đâu, hãy ra ngoài ngay lập tức đi. Anh ơi, nè, bắp luôn chờ một chút. Thằng bé không có ở trong bếp. Mẹ vừa nãy đã tìm ở đó và đi ra đây. Các con hãy kiểm tra ngoài trên sân thượng đi. Có lẽ thằng bé ở đó đó. Anh ơi, mẹ nói đúng đó, có thể thằng bé đang ở trên sân thượng. Vậy hãy đi thôi, đi nào. Ma đáp, sao cậu lại vào bếp làm gì? Sunu không có ở trong bếp đâu. Tất cả điều này xảy ra vì lỗi của cậu đó. Hãy ra ngoài mà đi tìm thằng bé đi. Dạ. Cảm ơn mẹ. Anh tìm Sunu trên đầu tôi hay gì hả? Đi và tìm kiếm trong xóm ngay đi. Cô ơi, bà chủ không cho tôi tìm trong bếp. Cô cả thì không cho tôi tìm ngoài này. Được rồi, tôi sẽ đi tìm trong xóm xem Sunu có đó không. Binky! Không có gì hết, tôi đã đi tìm trong bếp rồi. Không biết nó đã đi đâu nữa. Chỉ tìm nó không kịp thở đi. Phải uống một cốc nước lạnh mới đỡ mệt được. Đi ra đi. Chị cần phải đi uống nước. Được rồi, vậy chị chờ tí. Em sẽ gọi ma đáp, đem nước cho chị. Còn chị thì chị hãy tới phòng sách và tìm xem. Có thể Sunu đang trốn ở đó đó. Được rồi, chị sẽ đi coi. Sao đột nhiên cái con nhỏ này lại quan tâm đến mình, đến việc khát nước của mình quá vậy? Có khi nào Sunu ở trong bếp không?
Krishna, chị sẽ tự lấy nước uống. Madhav chắc chắn đang bận tìm Sunu rồi đúng không? Cứ để cho cậu ấy tìm tiếp, không vấn đề gì đâu chị Pinky. Em sẽ lấy nước cho chị được chứ? Được rồi, cảm ơn em. Mình đã tìm kiếm toàn bộ ngôi nhà này rồi, chỉ có bếp là chưa tìm thôi. Chị Pinky ơi, nước đây nè chị. Chị không muốn uống, chị phải đi tìm Sunu trước đã. Chị Pinky ơi, em đã tìm khắp nhà bếp rồi. Sunu không có ở đây, để chị kiểm tra lần nữa. Chị Pinky, em nói rồi mà, Sunu không có ở đây. Nếu thằng bé ở đây, em đã tìm thấy rồi mà. Em nghĩ mình thông minh lắm hả, phải không? Vậy thì đây là gì? Nói đi. Ra ngoài mau. Con không hiểu những gì mẹ nói hả? Bước ra ngay. Không mẹ ơi, con không muốn đi học nội trú đâu. Thiếm ơi, con không muốn đi học trường nội trú. Thiếm, không có gì đâu Sunu, đừng khóc, sẽ không có ai đưa con đi đâu hết, con sẽ ở đây với cả nhà, được chứ? Đừng khóc Krishna, em im đi. Em không cần phải can thiệp vào tất cả những điều này đâu. Hãy ra khỏi đây, đi. Bắp luôn, em tìm thấy Sunu rồi nè, em đã tìm thấy con, thằng bé đang trốn ở đây trong nhà bếp nè. Không, con không muốn đi đâu. Đi nào. Không à, con không muốn đi. Không. Buông con ra, đi, để con đi đi. Hãy để con đi đi. Con quá lắm rồi đó Sunu à. Mọi người trong nhà đang tìm con khắp nơi đấy. Và con thì trốn trong nhà bếp hả? Bà ơi, con sẽ không bao giờ nghịch ngợm nữa đâu. Sẽ không quấy rối bất cứ ai đâu, ba à. Làm ơn đừng gửi con đến trường nội trú mà. Chú ơi. Thiếm ơi. Kêu ba con dừng lại đi. Bây giờ đã quá muộn rồi. Nhanh lên Pinky. Ba, hãy để con ra. Thả con ra đi, con không muốn đi đâu ba. Cái gì vậy mẹ? Chừng nào mẹ còn sống đây? Mẹ sao không để cho con đưa Sunu đi đâu cả? Trước khi đưa Sunu đi, con sẽ phải qua được ải của mẹ đó Bắp Lu à.
mẹ đang làm gì vậy, bỏ cái này đi. Việc mẹ đang làm là đúng, con chỉ luôn nghĩ về bản thân của mình thôi bắp luôn. Con đã bao giờ nghĩ cho ba của con chưa hả? Sunu chính là nguồn sống của ông ấy đó. Nếu thằng bé phải đi với con thì ông ấy sẽ suy sụp mất. Mẹ ơi, lúc này con chỉ nghĩ đến Sunu và tương lai của nó thôi. Đừng làm con mềm lòng bằng cách nói đi nói lại một câu như thế này. Con đừng mang Sunu đi. Đừng bắt cháu mẹ đi, bắp luôn. Chúng ta sẽ không thể sống nổi đâu. Mẹ cầu xin con trai. Cho đến hôm nay mẹ chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì. Đây là lần đầu tiên mẹ mong con. Đừng mang Sunu đi. Mẹ ơi, con cầu xin mẹ vì tương lai của Sunu. Sunu sẽ tiến bộ trở thành một con người tốt bụng. Nếu không được như mong đợi, đích thân con sẽ đưa Sunu trở về. Nhưng bây giờ hãy để con đi ngay bây giờ. Đi thôi, Sunu. Ba ơi, sao con bỏ con ra ba? Bỏ con ra đi. Ba ơi, hãy thả con ra. Ba ơi, làm ơn hãy thả con ra. Ba, hãy để con đi. Ba ơi, bà bảo ba thả con ra đi. Ba ơi, hãy để con đi. Ba, để con yên. Ba ơi, bà nói với ba đi. Con chỉ muốn sống với bà thôi. Thả con ra đi bà ơi. Bà ơi, bà nói với ba đi mà. Bà ơi, con muốn sống với bà thôi. Dừng lại. Bà ơi. Ba ơi, buông tay con ra. Ba, bỏ tay con ra. Sunu. Chào thầy hiệu trưởng. Thôi nào, sao thầy phải lo lắng quá vậy? Việc sắp xếp quyên góp cho thầy đã được thực hiện rồi. Tôi đã gửi tiền, tiền chắc chắn sẽ đến tay. Dạ dân. Bà Video đã nói, trong mọi trường hợp, chỗ ở cuối cùng không được nhường cho bất kỳ học sinh nào khác. Ông bà thấy đâu đấy. Nỗ lực của chúng tôi là mọi đứa trẻ đến trường của chúng tôi sẽ được phát triển đầy đủ. Và chúng tôi cũng hết sức chú ý đến thể chất của trẻ và phát triển tinh thần của nó. Chúng tôi muốn nói là ông bà quyết định đúng đắn khi đưa Sunu đến đây. Thầy hiệu trưởng, chúng tôi rất biết ơn thầy.
vì thầy đã nhận Sunu vào trường này. Quản giáo, em ấy là Sunu, bây giờ anh hãy đưa em ấy đi đi. Không, con sẽ không đi đâu. Sunu, con không có đơn độc ở đây, có nhiều bạn đang theo học ở đây lắm. Con sẽ thực sự có niềm vui. Đi với thầy quản giáo đi con. Được chứ. Sunu ơi, đừng khóc. Con là một đứa trẻ dũng cảm phải không? Nào. Sunu, đừng khóc. Từ giờ trở đi, cả nhà chúng ta sẽ đến đây thăm con. Và khi học xong, chúng ta cũng sẽ đưa con về nhà. Được chứ? Nè, Sunu, con thật sự sẽ tận hưởng ở đây. Con cũng sẽ tìm được nhiều bạn bè nữa. Học tốt nha con. Và hãy chơi vui nữa. Hãy đến đây Sunu thân yêu. Không, cậu không muốn đi đâu. Đến đây Sunu, túi của em đây. Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi, sau đó thì tham gia hoạt động cùng mọi người, được không? Của em đây Sunu. Em ổn định rồi. Bây giờ em hãy nghỉ ngơi, và nếu cần bất cứ điều gì hãy nói với thầy được chứ. Tại sao trong nhà lại tối quá vậy? Ánh sáng của ngôi nhà đã đi xa, sẽ chỉ còn bóng tối trong căn nhà này thôi. Pintu, con đã đến trường rồi phải không? Mọi chuyện ổn chứ? Dạ, hai con đã cho họ số điện thoại của mình rồi phải không? Còn đồ ăn cho thằng bé thì sao? Mọi thứ ở đó ổn chứ Krishna? Mẹ biết, chắc hẳn thằng bé đã khóc rất nhiều mẹ. Trường học thì tốt. Nhưng mà Sunu đã khóc rất nhiều lúc đầu. Thằng bé đã khóc to mẹ à. Nhưng mà khoảnh khắc thằng bé gặp được những người bạn còn lại, thằng bé đã rất vui lắm rồi. Và con cũng đã căn dặn thầy quản giáo, đặc biệt
chú ý chăm sóc Sunu. Vì thằng bé chưa bao giờ ở xa nhà như vậy, chưa bao giờ xa cách với thành viên trong gia đình. Vì vậy mẹ đừng quá lo lắng nhé. Con cố trấn an mẹ phải không, Krishna? Con đang đói thật hả? Không đâu mẹ. Con đang nói thật mà. Sunu sẽ không sao đâu. Mẹ, bà có nhà không? Sau khi các con rời đi, ông ấy đã về nhà. Nhưng vì hợp đồng của tòa nhà Nayaka nên ông ấy đã phải đến Patna rồi. Bà con đã rất đau lòng và còn rất buồn nữa. Hai con đi tắm rửa sạch sẽ rồi ăn gì đó đi. Vâng mẹ. Bạn không mang theo đồ ăn ngon từ nhà đến à? Chào, tránh sang một bên đi nào. Tôi là Phun Sin, cậu tên là gì? Tớ tên là Sunu Sin. Cậu ở đây lâu chưa? Khi tớ học lớp 3, tớ đã đến đây rồi. Bây giờ tớ đang học lớp 5. Tại sao ba mẹ cậu lại gửi cậu đến đây vậy? Thực ra thì kể từ khi có mẹ mới thì mọi thứ đã không ổn. Bà ấy mắng tớ rất nhiều. Tớ không thích bà mẹ mới đó chút nào hết. Không thích lắm luôn. Bà ấy đã đưa tớ đến đây. Mẹ mới hả? Nghĩa là gì? Thực ra mẹ của tớ đã đi theo tiếng gọi của thần linh. Đó là lý do tại sao mẹ mới của tớ đã đến bây giờ đó. Bắt tay thêm một lần nữa nào. Tại sao chứ? Vì thần linh cũng đã gọi mẹ tớ đến với thần linh rồi. Vì vậy ba tớ cũng tìm cho tớ một người mẹ mới. Bà ấy là người đã đưa tớ đến đây. Nó có nghĩa là mẹ mới của cậu là người đã đưa cậu đến đây, giống như tớ vậy đó. Bà đã gửi tớ đến đây. Điều đó là không thể đâu. Trước đó ba của ba đã từng bảo cậu đi học nội trú hay không? Không đúng chứ. Mẹ mới của cậu hẳn đã nói tất cả những điều này với ba của cậu đó. Hãy nghĩ xem, mẹ mới của cậu chắc chắn không muốn cậu ở nhà. Đây, cầm lấy ảnh này ném nó xuống và đập vỡ nó ngay bây giờ đi. Tại sao chứ? Khi ba mẹ tớ bỏ tớ ở đây, tớ cũng đã làm như vậy đó. Làm thế rất là thích luôn. Nếu có thể hãy tha thứ cho ba, con trai. Nhưng tất cả chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Ba biết con đã cảm thấy tồi tệ như thế nào. Nhưng khi con lớn lên, rồi con sẽ hiểu. Rồi con sẽ hiểu được tại sao ba lại làm điều này. Hôm nay anh thật sự nhớ em Sagam. Khi em còn sống, anh thật sự không hiểu được. Việc nuôi dạy một đứa trẻ và hướng dẫn con theo con đường đúng đắn là một việc khó khăn biết bao. Sunu đã bắt đầu lạc lối. Vì vậy thì anh buộc phải gửi thằng bé đến ký túc xá
Nếu có thể hãy tha thứ cho anh nhé. Đủ rồi. Tại sao lại như một đứa trẻ thế này? Mẹ hiểu nỗi đau của con. Bởi vì mẹ là mẹ của con mà, Bắp luôn. Khi con cảm thấy buồn và nhớ con trai của mình thì mẹ cũng nhận ra sự bồn chồn, lo lắng của con trai mẹ. Không phải con là người đưa ra quyết định này sao, Bắp luôn? Đúng chứ? Con muốn Sunu sẽ có tương lai tươi sáng, đúng không nào? Và bây giờ nếu như con đã đưa ra quyết định này rồi, thì con cũng phải tin tưởng vào quyết định của mình chứ. Mọi chuyện sẽ ổn với Sunu thôi, con trai ạ. Có chuyện gì vậy? Hôm nay chị có vẻ vui quá ha. Rốt cuộc thì điều gì khiến cho chị đang hạnh phúc đến như vậy? Dù chị có vui như đang bay trên 9 tầng mây đi nữa, việc đó có liên quan gì đến em không? Chính chị là người gây ra mọi việc đúng không? Đó là lý do tại sao chị có thể hạnh phúc mà không cảm thấy bất kỳ sự lo lắng nào. Nhìn kìa Krishna, chị có thời gian để muốn nghe những lời vớ vẩn của em nữa. Vì vậy thì em cứ thoải mái muốn nói gì thì nói và tránh xa chị ra. Tất nhiên là chị không có thời gian cho ai khác rồi. Chỉ vì thằng bé mà. Anh Bắp Lu đã đồng ý kết hôn với chị thôi đó. Bây giờ chị thậm chí không có thời gian chăm sóc cho bản thân mình. Krishna, em nên quan tâm đến việc của mình thì tốt hơn đó. Hiểu không hả? Chị cảnh cáo em. Trước đó em chỉ là nghi ngờ. Nhưng bây giờ em xác nhận rồi. Việc đưa Sunu đến trường nội trú là âm mưu của chị. Chính là thủ đoạn chị nghĩ ra. Anh Bắp Lu không thể làm được việc này. Em sẽ rất buồn khi nghe điều này đó, Krishna. Nhưng đây là quyết định của anh Bắp Lu nha. Và như vậy, chị chỉ cần gợi ý nhỏ, mọi việc đã xong xuôi rồi. Có lẽ em quên rồi, Trishna. Chị đã nói với em rồi, rằng bây giờ mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng mong muốn của chị. Chị không đến ngôi nhà này để làm người giúp việc cho ai đó. Vì vậy chị đã ném nó ra khỏi ngôi nhà này đấy. Và chị hứa với em rằng trong vài ngày nữa chị cũng sẽ ném em ra khỏi ngôi nhà này. Nhớ đấy, ngày đó sẽ đến rất sớm thôi. Chị đang nói về bản thân của mình sao, Pinky? Em biết rõ chị hơn bản thân của chị đấy. Nhưng đừng quên, Pinky, một con hổ cũng tìm thấy kẻ thù của nó mà. Trò đốt nhà gian xảo mà chị đang bày ra. Chị hãy dừng lại đi. Nếu không thì trong đám cháy đó, chị sẽ cháy thành tro.
Vâng. Về Sunu, em hứa với chị rằng Sunu của em sẽ trở lại ngôi nhà này trong vòng một tuần. Sẽ không hơn đâu. Hãy nhớ lời em nói. Cậu đang nhìn gì vậy? Thay quần áo đi chứ. Sáng mai cậu sẽ phải về sớm đó. Tớ chưa bao giờ thay đồ bào hoặc tím của tớ. Thay quần áo cho tớ đó. Đừng bận tâm nữa. Nếu cậu không thể tự thay đổi, thì chúng tớ sẽ làm điều đó đó. Ừ, chúng tớ sẽ thay quần áo cho cậu đó. Hôm nay, tất cả chúng tớ sẽ thay quần áo cho Sunu, chắc sẽ rất vui. Đúng, đúng vậy, sẽ rất vui đấy. Nào, Sunu, được thôi, chúng tớ sẽ thay quần áo cho Sunu. Hôm nay, ông và con sẽ đấu vật tay đôi với nhau. Con nói gì thế? Nhưng làm sao con thắng được? Ông lớn hơn con mà. Con sẽ thua cho mà xem. Ông ơi, con đã nói với ông rồi mà. Con sẽ thua và ông sẽ thắng mà. Đúng rồi, ông đã nói. Nhưng đó là vì con chỉ nghĩ đến sức mạnh thể chất của mình thôi. Nhưng con lại không nghĩ tới sức mạnh tinh thần. Nó có nghĩa là gì ạ? Nếu con thấy ai đó mạnh mẽ hơn con, vậy thì con hãy dùng não đi và nghĩ đến việc đánh bại anh ta bằng trí óc của mình. Cậu chạy nhanh lắm mà. Bây giờ cậu sẽ làm gì được hả? Nhìn kìa, Phun đã thua rồi. Xem chúng ta như một đứa trẻ, không ai được nhìn chằm chằm đe dọa. Kitty Kitty táp táp. Kitty Kitty táp táp. Không biết bà và thím của cậu cho cậu ăn gì nữa, mà cậu cứ chạy như một con gà. Vì Sunu là đội trưởng của chúng ta, từ hôm nay tất cả chúng ta sẽ nghe lời cậu ấy. Đúng vậy đó, chúng tớ sẽ làm bất cứ điều gì cậu yêu cầu. Tại sao cậu lại chạy trốn hả? Và tại sao cậu ngồi đây với vẻ mặt đầy u ám? Chúng tớ đã tìm kiếm cậu ở khắp mọi nơi đó. Đáng lẽ cậu phải nói với chúng tớ rằng cậu sẽ rời đi chứ. Tớ biết cậu đang nhớ nhà. Nhưng mà thôi kệ đi, mọi chuyện sẽ ổn trong vài ngày tới thôi.
Không, sẽ không có gì ổn cả. Tớ không thể sống thiếu ông, bà, chú và thím đâu. Tớ thật sự không muốn ở đây. Sao thế, nếu cậu không ở lại đây thì cậu sẽ đi đâu? Cậu sẽ thấy trong vòng 3 hoặc 4 ngày nữa tớ sẽ đi từ đây. Tớ muốn về nhà của mình. Tớ nhớ chú và thím rất là nhiều. Chắc chắn chứ, hoàn toàn chắc chắn luôn. Bố đi full, vậy chúng ta sẽ phải làm gì đó? Ừ. Ê, tớ có một ý này hay lắm.